Chào mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà đất Bắc Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà diện tích lớn, ngang 4m4, độ dài lên tới 16m, thiết kế một trệt một lầu, nằm ngay trên trục đường cây châm thuộc phường 9 Gò Vấp nha. Căn nhà mình hướng chính nam và đang được giao bán với giá chỉ có 5 tỷ 750 triệu đồng thôi. Một căn nhà diện tích cực kỳ lớn, không nhận đủ và không độ giới, coi như là bán đất tặng nhà nha anh chị. Hướng nhà là hướng chính nam, giá 57-50, ngang tiền đất luôn. Đường hẻm trước nhà rộng 5m, đường hẻm một xẹt của trục đường cây châm thuộc phường 9 Gò Vấp nha. Con hẻm xe hơi, xe tải quay đầu. Một căn nhà ngang tới 4m4, sâu 16m, rất đẹp, một trệt một lầu, có 3 phòng ngủ. Và chúng ta có 2 nhà vệ sinh, có sân thượng phía trước cho chúng ta giặt phơi đồ. Và nhà mình thì có thể đậu xe hơi trong nhà được. Sẽ có một lớp cổng sắt và một bộ cửa cuốn làm sát với lớp cổng sắt nha. Khoảng sân phía này thì được dài tầm 2m rưỡi. Chúng ta có thể đậu xe hơi ở khu vực tầng trệt này được. Bên trong thì có một bộ sofa, trần thạch cao đèn chùm. Một căn nhà giá rẻ, chỉ ngang bằng tiền lô đất, coi như là bán đất tặng nhà nha anh chị. Đây thì được ốp sàn gạch 60, tường được ốp nhựa và sơn tường rất là mới luôn. Trần thạch cao đèn chùm nha anh chị. Nhà tặng full nội thất, giường tủ máy lạnh. Chúng ta chỉ có giao bán là 5 tỷ 750 thôi. Có sofa và kệ tivi ở đây luôn. Anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà tài chính trên 5 tỷ nhanh tay gọi ngay về nhà Bắc Hưng để được sở hữu căn nhà này. Căn nhà diện tích đất rất là lớn nha. Cầu thang đúc 90, ốp đá hoa cương, lan can sắt CNC nha. Có phòng bếp ở đây thì được tặng bộ bàn ăn này, có toilet ở phía trong và tủ bếp là tủ gỗ sồi. Căn nhà rất là rộng rãi nha quý vị, giá tiền rẻ chỉ có 5 tỷ 750, cũng có 3 phòng ngủ, máy lạnh và tủ âm tường. Giường 1m8 kèm với nệm, tường sơn nước, có đầy đủ nội thất luôn. Giá thì rẻ như vậy, ta còn chần chừ gì không gọi ngay về tới nhà đất Bắc Hưng để được sở hữu căn nhà giá rẻ này. Diện tích rất lớn nha, ta có thể để máy giặt ở dưới đây được. Ở đây có đường ống xả luôn, toilet thì bồn cầu khối này. Đây có đường ống xả máy giặt này. Hướng chính nam, căn nhà rất là dài, rộng và thoáng, một trệt một lầu thôi. Nhưng cô chú không thể leo lầu cao được, ta ở những căn nhà thế này cũng rất là hợp lý luôn. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực 2-3. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khu vực sảnh làm phòng khách, ngồi uống cà phê đây được. Sảnh phòng khách trên này. Phía ngoài sẽ là khoảng phòng ngủ. Giường 1m8 kèm với nệm, sàn gạch, có tủ và máy lạnh. Rất là đẹp nha. Phòng ngủ rất là rộng, ngang tới 4m4. Phía ngoài có ban công đúc tầm 2m rưỡi cho nhà mình trồng cây và phơi đồ. Căn nhà giá cực kỳ rẻ luôn nha quý vị. Anh chị cô chú đang xem video thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, gọi ngay về tới em Hưng để được sở hữu căn nhà này. Di chuyển vào trong đây, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng ngủ số 3 và toilet số 2. Toilet số 2 này rất lớn nha, có vách kính luôn. Sàn gạch ốp cao lên gần hết tường. Đấy. Phòng sau rất là rộng luôn nha quý vị. Vẫn có giường 1m8 kèm với nệm và máy lạnh. Căn nhà mình coi như là bán đất tặng nhà rồi. Đấy, rất tuyệt vời. Chị đi mua nhà mới mà diện tích như này thì giá rất là cao.
Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.